Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã có đến với channel của mình nha. Hôm nay mình muốn giới thiệu anh em một con game sắp được nhà phát hành VNG mang về Việt Nam, một con game về đề tài anime. Thánh phòng đấm phát chân luôn anh em. Con game này tên là One Punch Man The Strongest. Mình chơi thử vào ngày thứ nhất rồi này, ngày thứ hai nhận ngay được một con tướng free luôn, con tướng SR này. Con này là con gì vậy? E-Iron à? Y, cái này là Y hay là Lyron ấy, không biết luôn. Cái nhân vật không có tên tuổi này chắc là không thể được cần để ý đâu cái gì cả. Nhận xét qua về lối chơi của con game này thì nó là một game siêu tầm kẻ tướng thôi. Kẻ tướng chiến thuật, anh em dàn trận, anh em đem nhau thôi. Giống với mọi con game khác về cái đề tài chiến thuật dàn trận thẻ tướng ấy, chứ không phải là thẻ bài. Thẻ bài nó lại khác, thẻ bài là anh em đánh bài theo lượt, nhưng đây là thẻ tướng rồi. Đây, có các danh sách các tướng anh em có thể xếp vào trận. Rất nhiều con tướng khác nhau, rất nhiều hệ khác nhau, rất nhiều trường phái khác nhau. Đây như Siri ở đây, High Tech đây, công nghệ cao đây, Faction chắc là nghề nghiệp anh hùng à. Đây là Faction đây, Monster đây, thuộc cái hệ gì đây, hệ Grappler đây, cái gì đấy đấy, Outlaw đây, bác học điên anh em đây, Hero đấy, Outlaw, Monster, Hero. Ở đây mình thấy có các ngành, nó chỉ có ngành Hero, ngành Outlaw với cả Monster thôi nha. À, có cái nữa này này, Material Estate Monster. Đấy, nó các ngành khác nhau thôi, còn ngoài ra thì nó là các hệ gì gì đó đây. Dàn tướng thì trông cũng khủng. Mình sẽ cho anh em xem qua gameplay đấm nhau đó nha. Mình sẽ cho anh em xem hết tất cả các gameplay, tất cả những cái tính năng nào mà mình có thể giới thiệu được với anh em. Đây là tính năng quét ải của nó này. Đấy, đi vào đây đấm ải đi. Đấm bài ở đây thì anh em có thể bỏ qua hiệu ứng và anh em có thể cho nó xuất hiện hiệu ứng cũng được. Đây, còn vào setting thì nhá. Anh em có thể bỏ hiệu ứng hoặc là cho hiệu ứng vào được hết. Game có kích hoạt auto cho anh em chơi hết luôn. Con game này anh em muốn trải nghiệm thì nó là ở phiên bản nước ngoài nhá. Ra mắt tại Việt Nam thì như là mình không biết là ra mắt là trong tháng 7 này hay là trong năm nay nữa, nhưng mà chắc chắn là trong năm nay đấy. Mình không biết có phải ra mắt trong tháng 7 không thì mình không biết đâu anh em ơi. Còn link tải thì anh em cứ lên tab, anh em gõ cái One Punch Man The Strongest, em chơi ở server C nhá. Đây này, khi cái tay thanh nộ này tích lên cái đầu trọc ở dưới cùng bên tay trái thì em sẽ triệu hồi được Saitama lên đấm phát chết luôn bất kỳ là con gì, đấm phạm trên luôn. Nó có một cái kỹ năng này gọi là kỹ năng siêu cấp đi. Kỹ năng siêu cấp của Saitama được phát trên luôn. Còn đây là những cái kỹ năng ultimate, cái thanh dọc này là thanh hoạt động của nó nhé. Tướng bên mình và tướng đội bạn sẽ chạy một cái thanh dọc này. Còn những cái thanh xanh xanh này là những cái thanh năng lượng này. Thanh năng lượng dùng kỹ năng nộ. Có hai kỹ năng, một kỹ năng nộ và một kỹ năng thường. Một con tướng ấy. Quét ải này anh em chạy đến chỗ đấm này anh em quét được luôn. Những cái ải thường hoặc là những cái ải tinh anh thì sẽ cung cấp cho anh em những cái vật phẩm. Anh em ép phẩm tướng của mình lên, ép phẩm này lên thì nó mới mở khóa được level cao này. Đấy, những cái này anh em sweep này là quét nhanh đây anh em. Anh em phải quét nhanh, sweep nhân 10 hoặc nhân 1. Nhân 10 thì chắc phải có cấp VIP cao, được nhân 10 luôn. Hoặc là level cao thì nó sẽ mở cho anh em nhân 10 luôn. Đấy, đấy là nhìn chung qua về cách kiếm nguyên liệu, cách quét ải nha. Đây là ải thường thôi, còn ải tinh anh thì nó cũng giống như vậy. Đây, ví dụ phát ra đây, với mình đánh là mình đánh ải thường ấy. Còn ải tinh anh thì nó cũng như vậy thôi. Đây, Heroic đây này. Chính là ải tinh anh. Xem này là tinh anh này. Đấy, quét hết thường thì sẽ được sang đánh tinh anh. Rồi, bây giờ còn về danh sách các tướng
thì nó sẽ chia ra các phẩm. Phẩm bình thường. Vào đây cho anh em xem này. Nó sẽ có phẩm bình thường, phẩm hiếm, phẩm siêu hiếm và phẩm siêu siêu hiếm anh em ạ. SR chắc là sẽ là xịn nhất. Ở trong cái phần chiêu mộ đây này, anh em vào đây anh em có thể thấy phần chiêu mộ. Chiêu mộ chạy về cái thành ban đầu của mình nhá, ấn vào cái phần recruit này. Recruit đấy. Anh em sẽ thấy bình thường đây, hiếm, siêu hiếm và siêu siêu hiếm. SR sẽ là xịn nhất. Có một lượt quay free, quay cho anh em xem luôn. Con này cùi thôi. Còn cái về vấn đề light up, cái vấn đề xếp team ấy, thì đây light up đây, xếp team đây. Xếp như này thì con này sẽ đánh đầu tiên này, con speed 1. Đấy. Đổi vị trí đi là nó đầu tư tự đánh nhỉ. Mỗi con tướng nó sẽ có mô tả nó thuộc vào trường phái gì. Đây này, drone này này anh em này, cái phần drone này này. Nó sẽ thuộc trường phái gì, nó sẽ có cái gọi là cái đặc thù gì, nên là một con tướng rất mạnh. Rất mạnh phòng ngự chẳng hạn. Đây là con tướng gây đam theo hàng hàng dọc. Gây sát thương cực lớn. Đó. Con này là dạng là burst đam. Con này là dạng là gây đam support chiến lược, gây đam AOE support chiến lược ấy. Con này thì gây sát thương đơn một mục tiêu, có khả năng gây choáng. Con này là búp đan cho team, kiểu kiểu như vậy. Nó có những cái bộ kỹ năng khác nhau, có kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động. Rồi, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua cái chiến trường PVP nha. Có luôn ở đây luôn anh em ơi. Arena đây, arena. Hạng càng cao thì được thưởng kim cương càng nhiều. Cái arena này thì cũng ngon đấy nha. Đây, anh em có thể lái up xếp team arena khác. Đấm cho anh em xem một trận này. Đấm bông này đi. Nên này là mình đang đánh với bot đấy. Bông này đánh vị trí thứ hai này. Arena skip một qua luôn cho nhanh nha. Skip đi. Lên hạng ở lên có thêm kim cương. Có kim cương là để cho anh em triệu hồi thôi. Đó, những cái tính năng quét hàng ngày. Qua tân thủ, qua nạp đầu, qua hết đủ cả. Đây, qua nạp đầu nhận được một con tướng SR. Helix Blizzard. Ui. Sự kiện 7 ngày có luôn. Sự kiện online cũng có, sự kiện đặc trưng cũng có. Và chuỗi sự kiện 7 ngày. Đấy, còn cả một cái chuỗi sự kiện cái chuỗi sự kiện anh em làm cho anh em còn tướng SR luôn cơ. Đâu nhỉ? Đây là chuỗi sự kiện 7 ngày mở server. Nếu anh em hoàn thiện hết tất cả cái chuỗi nhiệm vụ này thì sẽ nhận được một con tướng Sonic SR luôn. Nó cũng phải là đỉnh cao phong độ anh em ạ. Còn đây là tính năng GUI nha. Gọi là GUI đi, câu lạc bộ ấy. Rất nhiều. Anh em có thể xin mảnh ở đây. Đây là cái phần này End Chain này, xin mảnh nhiệm vụ GUI cũng có. Có là cho mình thêm kinh nghiệm tướng, hay có thêm thẻ kinh nghiệm nhân vật, có thêm su vui, su câu lạc bộ. Rất nhiều tính năng em có thể tìm hiểu trong đây.
Còn tính năng gì hấp dẫn ông nhà? Mình thấy chắc chắn hấp dẫn nhất là tính năng Arena thôi. Arena đánh ở server, lên server này, Lycrat các thứ này. Ngoài ra có mấy cái tính năng leo tháp hay là tính năng thử thách gì gì đây. Làm tướng càng khủng thì le được càng nhiều quả, các thứ thử thách đánh nhau với quái vật, thử thách cái gì đấy. Nhìn chung thì anh em cố gắng quét ải cam, anh em kiếm nguyên liệu để up nhân vật của mình lên, anh em có điều kiện hơn thì nạp thẻ vào để quay tướng, biết đâu ra được con SSD nào. Để phát hành VNG sẽ mang con game này về Việt Nam đấy, nên mình nghĩ cái vấn đề hút máu thì không thể tránh khỏi được rồi. Cùng nhau bàn luận qua về cái vấn đề mà cày chay thì có cảm thấy nhàm chán hay không ấy. Cày chay mà không nạp bất kỳ một xu nào vào game mà chơi game có thấy nhàm chán hay không. Thì sau khi chơi qua một ngày thì mình thấy có hơi chán thật anh em ạ. Tình hình là nó có hơi chán thật. Các nhiệm vụ quét hàng ngày với nhiệm vụ quét chính tuyến và quét phụ tuyến này, không phải là do vấn đề về ngôn ngữ đâu, mà mình cảm thấy nó hơi nhàm nhàm đấy anh em. Không hiểu sao mình chơi con game này mình cảm giác nó cũng hơi chán chán. Không biết anh em thấy thế nào nhưng mà mình thấy con game nó công nhận là đồ họa đỉnh đấy, tính năng nhiều hấp dẫn đấy, nhưng mà cảm thấy nó cứ có một cái gì đó nó không có sức hút của mình. Nếu mà chấm điểm trên thang điểm 10, thang điểm 10 tổng thì mình nghĩ mình cho con game này tầm 7 điểm thôi. Mặc dù mọi cái đánh giá của nó chưa có điểm chê nào, nhưng mà không hiểu sao mình chơi con game này mình cảm thấy nó không được cuốn cho lắm. Tại vì nó tương đối giống những cái con game lối chơi khác, nó chưa có gì gọi là đặc trưng của nó cả. Có thêm mấy cái giao diện này, quét chính, quét phụ hay là cái gì tính năng khác, hay là do mình chưa trải nghiệm được hết thì mình cảm thấy thế này. Này, nhặt mấy cái dương bên ngoài này khá giống BOMG, có cả nhiệm vụ ẩn, những cái dương tài nguyên ẩn trên map anh nhặt hết. Đây có cả quái ẩn đấy này. Thì mình nghĩ những cái con game của VNG này chắc giai đoạn đầu chắc sẽ có nhiều người chơi ấy, dần dần chơi nó cảm giác nhàm nhàm ấy, nên người chơi nó sẽ bị sụt giảm khá cao. Mình cũng nghĩ là vậy. Trong thời gian đầu nếu mà mang về chắc một tháng đầu thì đông người chơi lắm, nhưng mà sang những tháng tiếp theo thì thường những con game của VNG không hiểu sao, chắc là do hút máu nhiều quá, ít tướng quá, bể tướng ít tướng quá, nhiều tướng yếu quá, hay là anh em chơi khó lòng có thể đạt được những con tướng xịn, sự kiện qua ít quá hay sao. Nên là đấy là cảm quan cá nhân của mình thôi. Không biết anh em trải nghiệm qua con game này bên server nước ngoài anh em thế nào thì hãy comment dưới video nhé. Chứ mình chơi đến sang ngày thứ 2 mình thấy nó cũng hơi chán chán nhỉ. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau thôi. Tại vì cái giả nhân vật này toàn cho cái con gì xấu dai. Cách kiếm kim cương hơi bị cực. Thật sự cái game này kiếm kim cương cực, mà hỏi ra cái gì nó cũng phải mất kim cương ấy, nó cũng khá là các lạc chán đấy. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip giới thiệu game, review game khác nha. Bye bye anh em.